sốt trứng muối bị tanh và chua lòm sau 2 ngày. Thử nghiệm về sốt trong 3 ngày thì thường mình phát hiện ra rất là nhiều điều. Khi mà để lâu thì sốt sẽ có rất nhiều biến đổi, đặc biệt đấy chính là mùi tanh mọi người ạ. Phải gọi là nó ghê kinh khủng khiếp luôn ý. Đã thế còn giống như kiểu trứng ung này, tôm sống này. Chưa hết cái lúc chấm và ăn thử thì nó chua, phải gọi là thôi rồi. Nếu mà chỉ nhìn ở bề ngoài thì sẽ thấy sốt bị khô lại, không còn lỏng, đặc và sệt như ban đầu nữa. Màu sắc của sốt thì cũng sẽ bị biến đổi theo, từ màu vàng nhạt chuyển sang màu vàng đậm. Vậy nên là khách hàng đã mua sốt của Thúy Đỗ sau khi mua về thì mọi người chỉ nên ăn trong 2 ngày đầu là thơm ngon nhất. Sang ngày thứ 3 thì hãy nói lời chào để tốt cho sức khỏe của mọi người nhé.